Xin lỗi nghe cái này có một nửa bản nhạc à. Chúng tôi xin lỗi. Hôm nay chúng tôi là đại biểu Ngọc Nguyễn, trân trọng kính chào ngài Đại Thiên sứ Đại Quốc công, Tổng thống toàn phần Đệ tam Việt Nam Cộng hòa Đại Minh quân, kính yêu của dân tộc Việt Nam và phu nhân, với tất cả những người Việt yêu nước chân chính. Và chúng tôi xin phép được nhân lời cầu nguyện. Hôm nay là ngày 3 Tây tháng 4, 2021. Chúng con và người Việt toàn cầu đồng kính lại đấng tối cao, trời Phật, hồn thiên sông núi và những bậc anh hùng dựng nước và giữ nước. Xin phù hộ độ trì cho chúng con, kính xin bảo vệ nước Việt và đồng bào thương yêu phúc nợ của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Kính xin bảo vệ ngài Đại Thiên sứ Đại Quốc công, Tổng thống toàn phần Đệ tam Việt Nam Cộng hòa Đào Minh quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Kính xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu. Mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Kính xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam tiên kính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng như gương sáng của vị lãnh đạo, tinh thần kính yêu của chúng con đã tương xưng. Dạ, chúng ta đã dừng lại cùng niệm tông. Chúng ta cũng nói một phần về trong nước là cộng sản nó vơ vét mọi thứ, mọi mặt, cái gì nó cũng vơ vét được hết á, thì biểu sao mà người dân chúng ta không có khổ được? Nó giống như là mình, cái giường của mình vậy đó, mà nó tới là nó, mình là cái người phải đi hái thu hoạch xong rồi là nó chỉ trả cho mình một cái phần công thôi. Nó ăn cướp tới cái mức độ như vậy. Ví dụ như bây giờ trong một cái lớp học, một cháu học sinh là đóng 1 triệu mấy, mà 50 đứa đó là nó tới khoảng 60-70 triệu. Nhưng mà nó trả tiền lương cho mấy người thầy đâu có bao nhiêu tiền đâu. Chúng ta chỉ nói một cái chuyện nhỏ của một cái lớp học thôi, là cái lũ cộng sản này nó đã ăn cướp không biết bao nhiêu tiền, rồi nó làm ra những cái hóa chất cho chúng ta ăn, cho chúng ta bệnh, rồi vô nhà thương nó lại tiếp tục bóp cổ chúng ta. Mà nó cũng không phải là nó mua thuốc tốt về cho mình uống, mình mua chứ không phải nó cho, mà nó không có nhập cái thuốc tốt cho mình, mà nó chỉ cố tình làm cho mình bệnh để mình vô đó mình đóng tiền cho nó, rồi xong rồi đó mình cũng chết, tại vì đâu có thuốc thiệt đâu mà sống. Bác sĩ thì bác sĩ không có học đến nơi đến chốn, toàn là bằng giả không. Còn những vị bác sĩ giỏi đó thì nó cho người ta ngồi chơi xe nước, chứ nó đâu có cho người ta mổ. Nếu mà chúng ta nói về những tệ đoan xã hội và những cái sự nguy hiểm đi dân tộc Việt Nam chúng ta đó thì không có bao giờ mà nói hết hết đó. Nhất là cái nạn xì ke ma túy cho các con các cháu chúng ta là cái điều mà đau lòng nhất,
cho những người mà có con cái bị trong cái tình trạng đó. Vì cho nên không có ai mà cứu được nước Việt Nam này hết á. Chỉ có Ngài Đại Thiên Sứ Đức Quốc Công, Tổng thống Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa Đào Minh Quân, khi đặt chân đến đất nước Việt Nam thì người dân mới hết khổ. Và vấn đề quốc ngoại thì Ngài lo hết trơn rồi. Mọi việc là chính phủ lo hết rồi, người dân chỉ có trưng cầu dân ý thôi. Mà còn phải chờ đợi đúng thời cơ mà Cộng sản nó ký cái luật trưng cầu dân ý, rồi nó thông cáo cái luật trưng cầu dân ý, rồi chúng ta mới tổ chức trưng cầu dân ý. Để cho chúng ta mới được cái lượng người trưng cầu dân ý bảo đảm, không có bị bọn Cộng sản này nó quạnh hẹ, nó đàn áp. Cùng lắm là nó mời lên rồi nó cũng mời về thôi. Nhưng mà mấy ngày nay chúng tôi theo dõi những cái chương trình ở trong nước mới thấy là dễ sợ. Người dân từ, nhất là người dân ở trong thôn, nó đưa những cái chương trình sách vở gì vô cho trong các con các cháu chúng ta đọc á, toàn là những cái chuyện của Cộng sản với Hồ Chí Minh không. Trong khi bây giờ trên internet là người ta đã biết cái tên Hồ Chí Minh này là tên đồ tể thứ ba trên thế giới rồi. Mà nhiều khi trẻ con ở trong nước nó cũng biết xài internet nữa, mà nó vẫn tiếp tục lường gạt người dân chúng ta. Ngoại trừ có Hoàng Sa Trường Sa, là tại vì Liên Hiệp Quốc người ta tuyên bố Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, thì chúng nó phải xác nhận Hoàng Sa Trường Sa là của Đại Nhị Cộng Hòa. Thì Đại Nhị Cộng Hòa là một chính thể thật sự trên đất nước đất miền Nam của chúng ta. Và cái chiếc mà xe tăng mà đông tâm vào cái Dinh Độc Lập đó, là cái chiếc xe tăng đó của Bắc Cộng và cái lá cờ đó của Nam Cộng. Thì đó có phải là một cái bằng chứng là họ đã cướp miền Nam của chúng ta hay không? Và nó đưa dân tộc Việt Nam chúng ta từ cái đau khổ này đến đau khổ khác. Nhưng nó chỉ có ru ngủ người dân, chứ nó không có dám làm thẳng tay như bên Tàu hay là bên bên Bắc Triều Tiên. Vì cho nên người dân chúng ta không có hiểu, thấy mình cũng vẫn đi làm, vẫn mà buôn bán, vẫn cho con cái ăn học, mà không thấy là nếu chúng ta không có Cộng sản thì con cái chúng ta đi học đâu có tốn tiền, bệnh viện đâu có tốn tiền, và đâu có những cái hóa chất mà nó đầy trên đất nước chúng ta để chúng ta chết dần chết mòn, mà không thấy mình đang chết nữa, mà ngược lại là mình là cái người bỏ tiền để mua cái chết nữa. Người dân trồng rau trồng gì cũng xịt thuốc, nuôi gà nuôi vịt nuôi heo gì cũng xịt thuốc, xem như là người dân chúng ta là ai cũng không nhiều thì ít cũng bị có hóa chất ở trong người của mình. Mà cái vấn đề trưng cầu dân ý này, chúng nó lưu manh tới mức độ mà nó còn bày ra đủ thứ chuyện, nó nói xấu chính phủ. Mà năm rồi nó đã nói là Tổng thống Đào Minh Quân là khủng bố rồi. Thì chỉ có 3 ngày sau thôi là tòa đại sứ Mỹ ở ngoài Hà Nội đó, người ta đã xác nhận chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không phải là khủng bố. Nhưng mà thời gian chưa bao lâu thì bây giờ nó lại tiếp tục, nó đưa ra những cái thông tin là chính phủ của chúng ta là khủng bố. Nó sao nó mau quên vậy không biết nữa. Để mình tìm cái thông báo bữa nay để đọc cho các bạn nghe. Vì cho nên chúng ta không có nghe cái gì Cộng sản nó nói hết trơn đó. Nếu các bạn cứ nghe hoài thì các bạn không bao giờ mà khá nổi hết, không bao giờ mà thoát được cái đại tù Cộng sản đó hết trơn. Thế nè, bữa nay mình mời các bạn nghe cái thông báo ngày 2 tháng 4, tức là ngày hôm qua đó. Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa
Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. PO Box 2807 Anaheim, Cali 92814. Các bạn thấy địa chỉ của chúng ta rõ ràng như vậy. Thông cáo ngày 20 tháng 4 2021, Cộng sản Việt Nam lại ăn cắp vặt tin tức. Nó đã ăn cắp vặt đủ thứ rồi, giờ đang ăn cắp vặt luôn cả tin tức nữa. Kính thưa đồng bào và quý đồng nghiệp, hôm nay là ngày thứ 6 chịu nạn Good Friday. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày lễ phục sinh của người Thiên Chúa Giáo và Tin Lành Hoàng Vũ. Theo đức tin của Hội Thánh Công Giáo thì đó là ngày Chúa sống lại. Chúng tôi kính chúc cho đất nước và toàn dân sẽ hồi sinh khi Đức Quốc Công trở về. Hiện nay số lượng ghi tên tham gia đón ngày hồi hương đã lên đến 918.198 lượt, chứ không phải là 198 người. Tức là mỗi một lượt người ta đang cầu dân ý đó, có khi người đăng ký 5 người, 10 người. Mà chúng tôi biết có một cái lượt người đó người ta đăng ký tới 200 người luôn. Cho nên mỗi một lượt chứ không phải là một người. Đang mang sinh khí đến trên toàn cõi Việt Nam. Chúng tôi nhân cơ hội này để nêu lên thêm bằng chứng xảo trá của Cộng sản Việt Nam để giúp cho đồng bào và quý đồng nhiệm càng thấy được bản chất ăn cắp của bọn chúng. Như chúng ta đã biết, bọn đầu sỏ Cộng sản thì ngoài thú tính, gian tham, cưỡng đoạt tài sản, cướp nhà đất ruộng vườn của dân chúng, bọn này còn ăn cắp công quỹ, ăn cắp chứng thư ngân hàng, ăn cắp ngân phiếu, ăn cắp vàng, ăn cắp cây rừng, thậm chí ăn cắp tiền viện trợ, tiền cứu hộ, tiền cứu trợ của quốc tế và các nước văn minh gửi đến để giúp đồng bào Việt Nam bị thiên tai, bệnh hoạn, nghèo khổ. Còn bọn đầu vừa như các đại sứ lãnh đạo Cộng sản thì buôn lậu, ăn cắp sừng tê, ngà voi, thuốc phiện, đổi tiền ngoại tệ, vân vân. Riêng bọn đầu bé bé, con cháu Cộng sản Việt Nam thì ăn cắp hàng hóa trong chợ. Gọi Cộng sản Việt Nam là ăn cắp vặt, vì bọn chúng không túng thiếu hay nghèo đói mà phải ăn cắp nuôi thân. Chúng chỉ ăn cắp vì thú tính, vì bị đảng nhồi sọ tư tưởng để hành động cho giống cái tên thổ phỉ Hồ Chí Minh. Do đó phải gọi chúng là ăn cắp vặt. Để phân biệt với những người bắt chó trộm gà hay không làm nhục giới đạo chích nhưng giữ tình nghĩa giang hồ, có điều là những người trộm gà bắt chó kiếm sống thì bị đánh đến chết, còn bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam thì vẫn sống phay phay. Mới đây, vì quá lo sợ tình thế dân chúng đang rủ ruột rủ nhau tham gia hậu thuẫn đón chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Đệ Tam hồi hương, nên tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, con của tên Tào Phù Tô Quyền, dòng giống của tên giặc Hán Tô Định, hiện là Bộ trưởng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, đã ra lệnh cho các tờ báo loại con của tỉnh Quảng Ninh đăng tin thất thiệt về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Qua sự việc này, chúng ta mới biết thêm được thêm một tài mọn của Tô Lâm là ăn cắp tin tức.
nhìn đương nhiên bị vô văn hóa, vừa ăn cắp vừa chạy làm. Nên tin tức của bọn cộng sản chuyên ăn cắp vặt này đăng lên không đúng sự thật và rất buồn cười với sự ngớ ngẩn. Nguyên văn như sau: vạch trần âm mưu của tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời an ninh hình sự. Các bạn nghe có buồn cười không? Tổ chức khủng bố là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Chính phủ sao gọi là một tổ chức được, thấy không? Đó, bởi người ta nói là nó dốt là nó khổ lắm. Xong rồi là công an Quảng Ninh vừa ngăn chặn trường hợp bị tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, tổ chức mà là chính phủ, lừa gạt sẽ cắt việc làm với lương 15.000 đô la một tháng. Các bạn thấy chúng ta có bao giờ mình nói với người dân biết là cắt bao nhiêu tiền, ngoại trừ cái lương thấp nhất là 1.000 đô cho những người giống như là thợ thấp nhất là 1.000 đô, chứ chúng ta đâu có bao giờ mà nói tới cái lương của mấy người mà khác đâu. Ngày 26 tháng 3, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết phòng đối nội công an tỉnh vừa phát hiện trường hợp DTNV gì đó ở thành phố Hạ Long bị số cốt cán của tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lừa gạt sẽ cắt việc làm với số lương là 15.000 đô la một tháng và làm tay sai cho chúng. Chính phủ của chúng ta là đâu có trả lương cho ai đâu, và chúng ta đến với chính phủ chúng ta cũng đâu có ai đóng đồng xu nào đâu. Cái điều này ai cũng biết hết. Sau khi đọc các dòng chữ này, chúng tôi không phải bật cười vì sự láo xạo đến ngây ngô của các đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, sự ác độc hành hung hăm dọa dân chúng thì chúng có thừa, nhưng khi dùng chữ nghĩa thì đúng là một lũ xuẩn động, du thủ du thực. Vì chỉ cần lướt qua tựa đề của bản tin cũng cho thấy công an Cộng sản Việt Nam đang thèm khát cái số lương là 15.000 Mỹ Kim một tháng. Nhưng rất tiếc, chính phủ chỉ hứa sau khi về nước chỉ có thể trả lương cho công an bộ đội nào làm việc cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mỗi tháng là 1.000 Mỹ Kim thôi. Dù sao mức lương đó cũng gấp 5, gấp 10 tiền lương của công an bộ đội Cộng sản Việt Nam hiện nay, vì chúng chỉ được từ 3 triệu đến 6 triệu đồng tiền được cộng một tháng, tức là chỉ có đến 100 đến 200 đô la mà thôi. Bản tin còn viết thêm, theo tài liệu điều tra, tổ chức phản động lưu vong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập 1991 tại Mỹ, tiền thân là tổ chức Tân Dân Chủ, trụ sở đặt tại 2807 Anaheim, Cali 92814, Mỹ, do đối tượng Đào Minh Quân sinh 1952, quốc tịch Mỹ, trú tại Cali, Phật Nha, tự xưng tổng thống của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cầm đầu. Ở nước Mỹ mà đâu có cái chuyện dễ như vậy. Ở nước Mỹ mà người ta có một cái rừng luật lận, chứ không phải là chỉ có một cái luật rừng như cộng sản. Cho nên nếu mà cái chính phủ này mà ở đất Mỹ mà còn được tồn tại đến 30 năm rồi đó, thì chắc chắn không có thể nào mà nói là tự xưng được. Ngay dưới tựa đề, chúng thêm chữ công an hình sự. Đó là thủ đoạn của một lũ trâu bò, chỉ biết hung hăng dọa nạt dân chúng. Nhưng điều này cũng tố cáo cho dư luận biết thêm sự tàn bạo
của một đám hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt. Chúng còn viết là theo tài liệu điều tra, có nghĩa là người viết bản tin muốn tránh trách nhiệm của điều tra, nó không dám xưng, tự xưng mà nó nói như vậy. Cái gì cũng vậy đó, toàn là cấp trên với lại theo báo cáo điều tra, theo tài liệu điều tra là ai chúng ta đâu có biết đâu, thấy không? Có nghĩa là người viết bản tin muốn tránh trách nhiệm của điều tra mà chỉ dựa vào tài liệu mà viết bản tin, nhưng tài liệu nào thì cũng không đưa ra. Theo như bản tin của Cộng sản Việt Nam thì tổ chức phản động lưu vong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập năm 1991 tại Mỹ, tiền thân là tổ chức Tân Dân Chủ, trụ sở đặt tại 2807 Anaheim, Cali 92814 Mỹ, đã Cali do đối tượng Đào Minh Quân sinh ngày 1952, sinh ngày 16 tháng 9 1952. Chứ bây giờ các bạn nói tên một người đó ha, mà các bạn nói không có đúng ngày sanh đó, nó cũng khó lắm. Tại vì nó có rất nhiều người đọc tên Đào Minh Quân, và cũng có rất nhiều người sinh ngày 1952. Đó là một cái việc mà công an không thể nào mà hớ hênh tới mức độ như vậy đó. Quốc tịch Mỹ, trú tại California, tự xưng tổng thống chính phủ dây được năm lâm thời cầm đầu. Sợ luôn. Được rồi. Đúng là một lũ khỉ bài trò với bản tin. Đã là chính phủ thì không phải là một tổ chức. Tại lại chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập tại Mỹ ngày 21 tháng 10 1990, chứ không phải là 1991 không. Chúng ta có 16 tháng 2 1991, sau khi mà Thủ tướng Nguyễn Trân từ nhiệm, thì ba thế hệ lúc đó mới, và những người già đến nhà của Tổng thống nài nỉ nhiều lần, Tổng thống mới nhận cái chức Thủ tướng này. Chứ không phải là nói, chúng ta nói cái gì nó cũng có đâu ra đó hết trơn. Chứ không phải mà nói tự nhiên cái nói cái 1991, rồi tự nhiên cái nói là 1952. 1952 nhiều người lắm chứ, nhiều người là cũng tên Đào Minh Quân lắm chứ, thấy không? Với mục đích giải thể bọn tà quyền Cộng sản Việt Nam, để đương đầu với giặc ngoại tàu, ngoại xâm tàu cộng, thì chính phủ này không phải là tổ chức phản động, mà chính những ai tổ chức nào chống lại chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mới là bọn phản quốc. Đúng rồi, có ai mà dám ra chống cộng, chống tàu như tổng thống của chúng ta bao nhiêu năm nay không? Mà cái chuyện này vẫn còn tồn tại, cái chuyện đó mới nói. Chứ còn mà đưa ra mà nhận cái đồng nghiệp là coi như là kẻ thù của nó rồi. Mà nó là khắp nơi, khắp chốn, chỗ nào cũng có nó mà còn tồn tại, là chứng tỏ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời phải cao cơ hơn cái bọn Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam này rồi. Và chúng nó cũng không làm gì được. Chúng nó cũng không làm gì được chính phủ này hết. Cho nên chính phủ này mới còn. Và hiện nay đã có trên 85.000 nhà ái quốc tại nội địa đã ghi tên tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, nên không còn là lưu vong mà đang hiện diện ngay chính quê hương Việt Nam. Tại vì chúng ta có những người trong nước trưng cầu dân ý và tham gia chính phủ, thì những người trong nước là người của chính phủ, tức là chính phủ đang có mặt ở trong đất nước Việt Nam, chứ không còn gọi là lưu vong nữa. Còn về Đức Quốc Công, Đào Minh Quân là người đã nhận được 8 triệu phiếu trưng cầu dân ý của dân Việt trên toàn thế giới, bầu ngài là tổng thống thứ 3 của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, đã đại diện toàn dân đứng ra giải thể tàu quyền Cộng sản Việt Nam, thì không phải là tự xưng mà là một vị lãnh đạo có số phiếu dân bầu cao nhất.
là vị đại diện đất nước và người Việt Nam có chính danh và hợp pháp duy nhất hiện nay. Điều đáng buồn là vì bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam lại có hình dáng giống người Việt của chúng ta, nên nhiều người ngoại quốc tưởng lầm chúng là người Việt Nam. Họ không biết, họ không hề biết cái nòi Việt Cộng trong ngoài giống người Việt, nhưng đầu óc đã bị tên Hồ Chí Minh và gián điệp Cộng sản tẩy não. Chúng không những đã tàn hại người sống, phá mồ mả người chết, mà còn đang di hại cho nhiều thế hệ mai sau, từ tinh thần cho đến thể xác. Chúng đang tiếp tục tàn phá đất nước, hủy hoại truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta. Là một loại dịch bệnh không những chỉ gây ra cái chết của vài triệu người, mà Cộng sản đang biến một xứ sở giàu có, đất đai phì nhiêu như Việt Nam lại bị nạn nghèo đói, bệnh tật, thân phận nô dịch, sống ương hèn, cúi đầu, ngậm miệng. Tất cả tật bệnh này đều là do bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam gây ra. Ngay cả cái danh dự người Việt Nam cũng đang bị bọn này làm nhục. Nếu nước ta còn loại người Việt với đầu óc Cộng sản bất lương này, sẽ không có chỗ cho người lương thiện và con cháu chúng ta vươn lên, chẳng có ngày mai và cũng chẳng có tương lai. Toàn dân phải mạnh mẽ trưng cầu dân ý để cùng nhau vứt bỏ những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam cùi hủi mọi rợ tay sai tàu cộng như một loại đại dịch, để làm sạch đường xá, để chào đón Đức Quốc Công trở về. Ngài sẽ cùng với những đồng nhiệm, những nhà ái quốc chân chính, mang đến chế độ đại tam Việt Nam Cộng Hòa tự do, an bình, thịnh vượng, tươi thắm cho quê hương thân yêu của chúng ta. Đã đến lúc toàn dân đón chào ánh sáng Cộng Hòa, yêu thương và nhân ái, cùng chung vai sát cánh với Đức Quốc Công, đem ánh sáng Việt Nam Cộng Hòa trở về, mang theo an bình, hạnh phúc, thịnh vượng cho đất nước ngàn năm văn hiến, hòn ngọc Biển Đông tươi đẹp của chúng ta được như ngày nào. Văn phòng thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trân trọng. Đó là cái thông cáo mới nhất của Chính phủ ngày 24 tháng 4. Thì chúng tôi đọc cho các bạn nghe, để các bạn thấy được là Cộng sản nó quen rồi, nó dễ cướp của người dân quá đi. Thành ra bây giờ nó cứ mê mấy cái đống tiền đó, nó chưa có chịu mà nhìn thấy cái sự đau khổ của người dân mỗi ngày phải chịu trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Mỗi ngày mấy trăm người chết vì bị ung thư, và mỗi ngày có biết bao nhiêu người phải chịu những cái hóa chất nó đang đi vào cơ thể của mình. Nó cho chúng ta dùng những cái hóa chất mà chết dần chết mòn, cho nên người dân mình đó ăn vô thấy đâu có chết đâu, nhưng mà nó sẽ rút ngắn cuộc sống của chúng ta, và nó làm cho chúng ta nó mềm yếu đi, ương hèn đi, không có còn cái sức lực để mà chống cự. Các bạn thấy là nguyên một đất nước mà khi mà cửa biên giới nó mở đó, cô không ai dám lên tiếng. Và cái lúc mà nó cho tàu sang công khai luôn đó, chúng ta cũng không có ai được quyền nói động đến mấy cái lũ tàu này hết trơn. Và bây giờ nó in tiền giả tha hồ ra. Nó in tiền giả tha hồ, để muốn, nó muốn mua cái gì nó mua. Nó trả tiền cho người dân chúng ta, rồi chúng ta vào ngân hàng, nó cái đám ngân hàng nó cũng đâu có dám nói là tiền giả. Cho nên chúng ta lưu sống trong một cái cuộc sống giả tạo như vậy, để rồi chúng ta đi đến cái ngày mà diệt chủng, mất nước, không có hay. Nó cứ cái gì cũng giả hết, rồi từ từ chúng ta thành người giả luôn. Người giả là thành ra giống như là người mã luôn á, giống như là âm binh cô hồn luôn đó. Đâu có còn cái
cái tinh thần gì nữa mà hiểu cái gì, ngoại trừ những người nào mà có phước lắm á, và thường là con cháu của Đại Việt Cộng Hòa mới giữ được cái tinh thần dân tộc và thấy được chỉ có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là cái phao duy nhất cho dân tộc Việt Nam của chúng ta mà thôi. Thì chúng ta giống như là cái miếng mồi ngon gì đó, nó đâu có chịu nhả ra. Nhưng mà chúng tôi cũng đã nói với các bạn rồi, cái gì đó thì nó giả được, nhưng mà cái sự di truyền của một dân tộc hay là cái sự mà hưởng cái gia tài đó là không có giả được. Ví dụ bây giờ con cháu mình thì nó mới được hưởng cái gia tài của mình, chứ người ngoài đâu có, người ngoài đâu có cơ hội mà hưởng được. Giấy tờ khai sanh, gia phả đồ các thứ làm sao mà nó giả được, thấy không? Cái đó nó không có giả được. Cũng như cái đất nước Việt Nam chúng ta đó cũng vậy, nó không có giả là làm chính phủ được. Là tại vì mỗi một nước chỉ có một chính phủ mà thôi. Và cái Đại Việt Cộng Hòa của chúng ta thì đương nhiên là Liên Hợp Quốc người ta biết, thế giới người ta biết. Vì vậy cho nên nước Mỹ người ta mới cưu mang người dân của chúng ta. Khi mà nước Mỹ mà cưu mang cái người dân Việt Nam chúng ta, tức là họ đã xác nhận chúng ta là những người Việt bị cướp nước rồi. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Cho nên chúng ta mới có được một chính phủ trong một chính phủ, chứ đâu phải tự nhiên mà có. Người Mỹ người ta cưu mang mình, người ta biết mình là những người Việt bị mất nước. Cho nên khi mà chúng ta có được một cái người tài giỏi, mà đặc biệt cái người này lại là được Mỹ người ta đào tạo từ hồi nhỏ nữa, và luôn luôn chiến thắng trên mọi lĩnh vực, ngay cả vấn đề mà đi học tiếng Mỹ mà lấy cái bằng 2 năm chỉ học có 3 tháng rưỡi, rồi xong rồi đi làm có 1 năm là được làm kỹ sư. Có ai mà học trung cấp xong rồi đi làm có 1 năm mà được làm kỹ sư, là cái bằng của cái bằng của đại học hay không? Mà tổng thống chúng ta làm như vậy, biểu sao người Mỹ người ta không tin tưởng ngài? Người Mỹ người ta nhìn ngài giống như là cái cây hạnh phúc gì đó của nước Việt Nam mình vậy đó. Người ta đợi cho cái cây này lớn lên, khi mà đủ sức bảo vệ cho dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam rồi thì người ta ok thôi, các bạn biết không? Nhất là chính phủ chúng ta đã kiện Cộng sản Việt Nam 611 tỷ. Và tại sao người Mỹ chúng ta đông lạnh 617 tỷ? Có phải là người Mỹ và chính phủ quốc gia của chúng ta là song hành với nhau không? Thấy không? Cũng như tại sao mà Tổng thống kiện tàu cộng 38.000 tỷ mà Mỹ lại thiếu tàu cộng 22.000 tỷ? Đó, chúng ta phải thấy những cái sự song hành khéo léo đó. Và đương nhiên là có lợi cho nước Mỹ thì người ta phải song hành với mình thôi. Khi người ta song hành với mình là đương nhiên phải có lợi cho người ta, người ta mới song hành. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta song hành với người Mỹ đương nhiên cũng phải có lợi cho chúng ta, vì chúng ta không có muốn súng đạn chiến tranh để mà trở về Việt Nam tạo ra một cái sự mà người Việt giết người Việt nữa. Cho nên chúng ta phải dùng cái cuộc chiến tâm trị là phải đợi cái thời gian cho người dân thấy được cái cộng sản nó ác tới mức độ như vậy. Thì bây giờ chúng ta mới được 8 triệu phiếu, chứ trong cộng sản là nó ghê gớm lắm, dễ gì. Ngoại trừ những người nào mà anh hùng lắm mới dám trưng cầu dân ý. Và bây giờ chúng ta đã được 8 triệu người anh hùng trưng cầu dân ý. Vì vậy cho nên chúng ta cố gắng đợi thêm một chút. Vì 8 triệu người trưng cầu dân ý là 8 triệu người này đã được bảo đảm rồi. Các bạn đã được bảo đảm rồi. Các bạn được cưng luôn nữa. Khi Đại Tam Cộng Hòa trở về đã, các bạn có việc làm trước người ta luôn. Các bạn được quyền lợi trước những người khác. Khi mà có những cái vấn đề mà
chia tài nguyên quốc gia chẳng hạn, hay là những cái vấn đề phần thưởng gì đó, là những người này là người ta được trước, còn những người trưng cầu ý kiến sau thì được sau. Cái đó là tự nhiên thôi, người nào làm trước thì được thưởng trước, người nào làm sau thì được thưởng sau. Vì cho nên khi chúng ta được 8 triệu người Việt Nam được bảo đảm, được đầy đủ khi mà Đại Dân Cộng Hòa trở về rồi, thì chúng tôi rất buồn vì còn rất nhiều người Việt Nam tại sao không nhanh chóng trưng cầu dân ý để mà đều được hưởng quyền lợi khi mà Đại Dân Cộng Hòa có mặt trên quê Việt Nam. Đó là điều mà chúng tôi rất là buồn và rất là lo. Vì các bạn mà chậm trễ như vậy đó, nhất là những anh em Cộng sản Việt Nam mà không chịu nhanh chóng đặt quyền lợi tổ quốc lên trên hết, không nhanh chóng thấy được sự đau khổ của người quốc nội, mà cũng đồng nhau trưng cầu dân ý. Tại vì chính các anh em Cộng sản cũng bị Tàu Cộng nó kìm kẹp, thì tại sao các anh em không trưng cầu dân ý để cho con cháu mình nó không có còn cái lý lịch cộng sản thì nó mới được tự do? Người Cộng sản Việt Nam bây giờ phải nghĩ đến tương lai của con cháu mình, là chỉ có trưng cầu dân ý, ký tên là Mặt Mò Hồ, là con cháu mình mới thoát được cái lý lịch cộng sản và chúng ta được bình yên trên chính quê hương của mình. Khi các bạn thấy cái hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa là người dân được bảo vệ tới như vậy, thì tại sao chúng ta còn nhìn những cái đống tiền trước mắt để làm gì? Các bạn cứ tính là bây giờ làm cái nào ra đặng mà lấy tiền người dân, làm bài cái này ra đặng mà bắt người dân đóng tiền đặng mà lấy, rồi mỗi một cái khu vực như vậy đó là lấy bao nhiêu tiền, và người dân cứ cong lưng ra đóng chứ không có nghĩ thương người dân. Ví dụ như đất đai của ông bà người ta bây giờ tự nhiên cái lại cái biểu người ta bán bao nhiêu đó là người ta phải bán bao nhiêu đó, thay vì cái miếng đất của người ta đó là 1 triệu thì mua có chừng 100 thôi, rồi người ta muốn mua lại một phần của miếng đất đó, cái 100 mà mình trả cho người ta đó, cho người dân đó, người ta không có mua lại được một phần của miếng đất của người ta nữa. Có phải là ăn cướp trắng trợn hay không? Tất cả những gì trên đất nước của chúng ta là đều là cộng sản nó ăn cướp, nó ăn cướp trắng trợn. Điện nước cũng vậy đó, điện nước của công ty điện nước cũng không, công ty điện nước cũng không có quyền gì hết trơn đó, nó thầu hết, rồi nó muốn bán cho người dân bao nhiêu lời là nó bán. Các bạn thấy nó ăn cướp trắng trợn tới mức độ như vậy. Và còn nếu mà chúng ta nói về cộng sản thì không có thể nào mà nói hết đó. Tại vì nguyên một đất nước của chúng ta đều bị cái tình trạng như vậy hết. Nhưng mà những người làm cha làm mẹ phải biết thương con cái mình, nếu không may một ngày nào đó nó bị xì ke ma túy rồi làm sao đây, làm sao mà cứu nó đây? Và những người anh em cộng sản Việt Nam cũng vậy. Bây giờ con cái của cộng sản gì, cộng sản là không được đến nước Mỹ, và những người liên can đến cộng sản cũng không được đến nước Mỹ, mà các bạn là những người đầu tư ở nước Mỹ nhiều nhất. Các bạn gửi bà con dòng họ đến đó giữ tiền giữ của cho mình, mua đất mua nhà mua thẻ xanh thẻ đỏ gì đủ thứ hết trơn rồi. Mà nếu mà nằm trong cái luật của Magnitsky đó, thì những cái đồng tiền mà không có nguyên nhân chính chắn đó là coi như là đồng tiền phi pháp, là sẽ bị đông lạnh hết. Cho dù các bạn có nhờ người này người kia người nọ gì, các bạn cũng không bao giờ qua được FDI hết trơn. Cho nên cái vấn đề mà hạ cánh an toàn của người Cộng sản Việt Nam đó xem như là không có còn bảo đảm nữa. Các bạn phải nhìn ra những cái điều đó. Bạn phải nhìn ra những cái điều đó. Bây giờ mình hốt tiền chi? Bây giờ các bạn hốt tiền một đống để trong nước á, thì chính phủ về chính phủ cũng tịch thâu thôi, chứ đâu mình đâu có giữ được, thấy không?
Bây giờ mình hốt á, thì mình giống như là mình hốt tiền đó, mình để dành đó rồi mình cũng không có được xài. Mà nếu mà tàu cộng nó qua cũng vậy, cũng không có lấy được, mà tàu cộng là nó không có cơ hội qua rồi. Việt Nam đã được cứu rồi, cho nên các bạn thấy là bây giờ chúng nó chỉ dùng bằng những cái biện pháp về vấn đề mà internet mà thôi. Bây giờ nó bắt đầu nó muốn gắn chip ở trong thẻ căn cước người dân, gắn chip ở trong cái thẻ xe của người dân hay là thẻ khám bệnh của người dân, đặng mà mình đi đâu nó cũng kiểm tra được mình. Cho nên á, để mà tránh cái vấn đề mà nó kiểm tra được mình, nhưng mà chưa chắc nó làm được cái chuyện đó đâu. Bây giờ nó chỉ có bài ra thôi chứ nó chưa có làm được đâu. Tại vì chắc chắn chính phủ phải về trước, phải về trước cái khi mà chúng nó làm cái chuyện đó, chứ nó không có cơ hội mà nó gắn chip vô giấy tờ của chúng ta đâu. Mà ở bên đây đó các bạn biết, người ta đừng có nói người ta, mà Ngọc Nguyễn nè, hồi đó đó mỗi lần mà về Việt Nam đó thì mình muốn những cái đồ gì mà mình đừng có bị là bị thấy đó, là mình lấy cái giấy bạc đó, mình lấy cái giấy bạc mình bọc nó lại là nó đi qua cái máy họ không có thấy, nó đi qua cái máy là họ không có thấy. Cái đó là tại vì ví dụ như mình muốn đem thuốc về cho mấy người bệnh ở trong nước đó, mà nó không có cho mấy cái loại thuốc mà khó rồi đó, nó không có cho, thì bắt buộc mà chúng ta phải làm như vậy. Còn những cái loại thuốc thường thì là không sao hết đó, thuốc thường thì không có sao, chứ mình chẳng đem cái gì mà phi pháp hết trơn, mình chỉ đem thuốc về cho mấy người bệnh thôi, chứ không có đem cái gì phi pháp hết đó. Còn ở trong cộng sản thì các bạn thấy rồi, nếu bây giờ các bạn kể là nó muôn triệu ngàn chuyện ở trong đất nước cộng sản, thì tốt nhất là chúng ta không có nên nghe biết những cái chuyện đó làm cái gì. Đặc biệt là trong cái Facebook của Ngọc Nguyễn đó, Ngọc Nguyễn xin các bạn là đừng có đăng những cái tin gì lên cái Facebook của Ngọc Nguyễn hết đó. Tại vì các bạn đăng lên thì mình cũng phải bôi thôi, chứ mình không có giữ được, thì đừng có buồn là tại sao mà Ngọc Nguyễn bôi những cái thông tin của các bạn đưa vô cái trang của mình. Vì vậy, trang của mình đó là chỉ dành cho người dân, làm sao mà biết được, chỉ có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, do ngài đại sứ, đại thiên sứ Đại tướng Quốc Công, tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa Đại Minh Quân là cứu nước cứu dân mà thôi, làm sao cho người dân biết để mà trưng cầu dân ý mà thôi. Đó là cái công việc của mình, chứ mình không có rảnh mà đi quảng cáo cái chuyện gì hết trơn đó. Cho nên yêu cầu đừng có ai mà đưa những cái thông tin nào khác ngoài cái vấn đề mà yêu cầu dân trưng cầu dân ý cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Chúng tôi chỉ có một việc phải làm là làm sao cho người dân hiểu Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, cái phao duy nhất của dân tộc Việt Nam. Và chúng ta chỉ có một cái giai đoạn này mà thôi, chúng ta không có một cái cơ hội thứ hai nào. Nếu chúng ta không vượt qua được cái sự nguy hiểm này, nếu chúng ta không thấy được đâu là chính, đâu là tà, mà cứ nghe cộng sản hoài, thì các bạn sẽ bị thiệt hại và dân tộc Việt Nam sẽ bị diệt chủng. Nó nguy hiểm tới mức độ như vậy, chứ không phải là cái chuyện mà bây giờ bữa nay mình làm được thì bữa sát mình làm, không phải. Chúng ta không còn một cái cơ hội nào khác, đây là cái cơ hội duy nhất. Và chúng ta cũng chỉ có một ngài đại thiên sứ Đại Đức Quốc Công, tổng thống toàn phần Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, giúp nước Việt Nam một lần này nữa mà thôi. Tại vì bao nhiêu lần trước những vị thiên sứ khác người ta xuống, người ta cứu rồi người ta đi về, thì nước Việt Nam chúng ta lại bị tàu cộng nó lăm le nữa. Cho nên lần này ngài đại thiên sứ này tìm đủ mọi cách cho người dân có cái quyền lực của mình trong tay bằng cái hệ thống trưng cầu dân ý, thì các bạn làm ơn sử dụng cái quyền lực của mình. Cái quyền lực mà có quyền trưng cầu dân ý trong cộng sản đó là chưa có một nước nào có, và cái hệ thống trưng cầu dân ý này cũng chưa có một nước nào có. Người dân Việt Nam phải thấy cái may mắn của chúng ta được ngài đại thiên sứ Đại tướng Quốc Công, tổng thống toàn phần Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, thương yêu lo lắng cho chúng ta tới cái mức độ như vậy. Nó giống như bây giờ các bạn đừng đói bụng mà người ta đưa
cơm đưa bánh cho các bạn không ăn, rồi các bạn cứ nói mình bị đói hoài à. Cho nên những cái thông tin mà đưa lên nói là bị ăn hiếp, bị đánh đập gì đủ thứ đó, thay vì các bạn đưa những cái thông tin đó lên thì các bạn làm ơn đưa cái hệ thống trưng cầu dân ý lên cho người dân, người ta trưng cầu dân ý dùm, thì cái đó còn được phước hơn nữa. Tại vì đưa lên đâu có ai giải quyết được cho cộng sản nó ra khỏi đất nước Việt Nam này đâu. Chỉ có người dân Việt Nam trưng cầu dân ý là lẽ nhất mà thôi. Và chỉ có ngài Tổng thống Đào Minh Quân là một chính phủ duy nhất của dân tộc Việt Nam hiện nay. Tại vì cái vị Tổng thống này là do người dân bầu ra và đã được 8 triệu phiếu, chưa có về nước mà đã được 8 triệu phiếu. Và được bao nhiêu người trong nước người ta ủng hộ, người ta tham gia chính phủ. Cho nên chính phủ này không còn là một chính phủ lưu vong nữa, vì đã được những người ở trong nước ủng hộ tham gia rồi. Chỉ có một cái là làm sao chúng ta đừng có còn những người nào chưa trưng cầu dân ý, để cho cái ngày toàn quốc khải hoàn thao của chúng ta đó nó hạnh phúc vô cùng luôn. Các bạn có biết không? Các bạn tưởng tượng là nếu chúng ta trưng cầu dân ý rồi, chúng ta được cấp thẻ căn cước, chúng ta được quyền lợi này kia nọ, còn một đám người kia người ta không có, chưa có làm, người ta không được cái gì hết. Người ta cũng được trợ cấp trong cái giai đoạn mà khó khăn nhất thì người ta cũng sẽ được trợ cấp, chứ không phải là bỏ đói. Nhưng mà người ta không có được cái quyền lợi như mình, người ta không có việc làm trước, người ta không có được tăng sắp trước. Mà trong khi bây giờ chỉ có 5 phút mà không chịu làm, tức chết được. Nói thiệt á, nhiều khi chúng tôi không có ngủ được luôn. Và chính ngài Tổng thống cũng vậy, nhiều khi ngài khóc luôn. Thì nó không hiểu sao mà mình làm dễ như vậy mà họ không chịu làm. Không biết mình có làm gì cho người dân người ta buồn hay không. Ngài còn nói như vậy nữa, các bạn có biết không? Thật sự đối với các nước khác đó, mà cái hệ thống này thì nó quá dễ trời đất rồi, mà không, nếu người ta không có thì chúng ta có là ta làm một lượt một ngày là xong hết luôn á. Mà cái là vì cái bọn cộng sản này nó gian manh quá đi, nó nhồi tới nhồi lui, nó cho người dân tối ngày nghe những cái thông tin này thông tin kia, rồi nó ngăn chặn nữa. Nó ngăn chặn, nếu mà chúng ta chia sẻ với nhau nó cũng ngăn chặn nữa, để mà nó kéo dài cái sự đau khổ của người dân, nó ăn trên xương máu của người dân, nó bán nước hại dân. Mà nó tưởng đâu là nó được bình yên sau khi nó hạ cánh an toàn, chứ nó đâu biết bây giờ cái chương trình hạ cánh an toàn cũng không còn. Thì tại sao mà không bỏ cộng cho để mà còn việc? Chúng tôi không có hiểu được luôn, nhất là người miền Bắc, là những người mà khổ nhiều với cộng sản nhất, với cái tên Hồ Chí Minh nhất. Mà bây giờ cũng tranh nhau, cũng vì cái miếng ăn, cũng vì cái chức vị, rồi cứ người này ngó người kia, người này mà ăn cướp được nhiều, mình ăn cướp được ít, rồi tranh nhau để mà chúng ta làm lợi cho tàu cộng trong cái chương trình mà diệt chủng tộc người Việt bằng chính tay người Việt. Các bạn thấy cái bọn quỷ này nó tinh ma như vậy, mà nó còn không còn cái thế giới nữa thì đừng nói chi mấy ông cộng sản này làm gì. Thế giới người ta đâu có chịu để yên cho cái lũ mà ác ma này. Các bạn thấy thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ nhì, nếu mà Liên Hiệp Quốc người ta liên kết là phải xong thôi, chứ đâu có thể nào mà để cho bọn ma quỷ này nó tự tung tự tác như vậy đâu có được, phải không? Đó. Và khi mà thế giới người ta đã lên án cộng sản thì tại sao người Việt Nam chúng ta chấp nhận mình là cộng sản? Thậm chí người ta còn không có cho đến nước Mỹ, và ngay cái lá cờ đỏ Phúc Kiến nè nó cũng không được ở bên nước Mỹ lâu rồi, mà còn mơ tưởng là ông tổng thống Mỹ ông hứa này ông hứa kia ông hứa cái nọ. Người ta hứa với lại cái đất nước Việt Nam, với lại cái người có trách nhiệm với dân tộc Việt Nam, chứ người ta không có hứa với mấy người mà phá hoại.
Đây là cái giai đoạn mà chúng ta thấy rõ cái quyền lợi của người dân tư bản và cái sự thiệt hại của người dân cộng sản. Đó. Người dân tư bản người ta sướng ghê không? Người ta được trợ cấp đủ thứ hết trơn. Còn mình dân cộng sản không được cái gì hết trơn á. Mà tại sao mình không đi đến với lại bên tư bản? Trong khi nhiều người ta còn phải vượt biên vượt biển. Và ngày nào cũng có những người tìm cách vượt ra khỏi cái đất nước Việt Nam này. Ngay cả những người cộng sản luôn. Nhưng mà phải dành cho những người có tiền mới đi được. Còn mấy người khó khăn đâu có cơ hội mà đi. Và chúng ta nếu mà lý lịch cộng sản thì là không có được đến. Nhưng mà nhìn cái bát bo cộng sản đó, người ta cũng coi mình không có ra gì hết trơn. Trong khi chúng ta sau khi trưng cầu dân ý là chúng ta thành công dân Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn nên nhớ là cái tiền tài nguyên là nó nhiều lắm. Tiền tài nguyên là nhiều lắm. Nếu chúng ta có công với đất nước, chúng ta sẽ được hưởng nhiều lắm á. Và chúng ta chỉ cần trưng cầu dân ý là chúng ta có công với đất nước rồi. Ký tên là mặt mò hồ. Là chúng ta được hưởng những cái tiền là quyền lợi đó. Mình xin lỗi. Bạn nên nhớ là chỉ có công dân của Đại Tam Cộng Hòa mới được hưởng quyền lợi. Mà chỉ tốn có 5 phút mà tại sao chúng ta không chịu làm? Thấy không? Mình cầu nguyện hoài luôn, phải nói nhiều khi mình khóc luôn, mình tức chết được vậy đó. Không biết sao mà cái tụi ma quỷ này nó làm cho người dân mình sợ hoài, cứ như vậy không biết nữa. Rồi họ cũng đâu có sống tới mấy trăm tuổi là ăn, đâu có đặc biệt cũng không ăn được mấy cái của đó nữa. Khi mà Đại Tam Cộng Hòa trở về rồi là không có đụng chạm gì được mà bị tịch thâu lại hết. Còn trường hợp mà mình khai báo thì mình được 5% như bữa hổm trong cái mấy cái vấn đề mà trong hiến pháp có ghi đó. Chúng ta có cái chuyện dễ như vậy mà tại sao chúng ta không có giải quyết được các bạn ơi? Bởi vì cho nên không biết, Tổng thống nói là không biết là chúng ta bị cái gì đó không biết luôn. Mỗi lần mà sắp sửa soạn về là bắt đầu có chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Vì vậy cho nên mấy năm trước mình đã nói rồi, nếu chúng ta nhanh tay thì nó kịp, chúng ta tính sai một ly nó đi tới một dặm lần. Thôi bây giờ Ngọc Nguyễn cũng hết giờ rồi. Ngọc Nguyễn cảm ơn các bạn ủng hộ Ngọc Nguyễn và chúc cho chúng ta ai cũng khỏe mạnh hết, để mà cái tinh thần mình nó sáng suốt, để nhìn ra đâu là chánh, đâu là tà. Nhìn cái người dân tư bản người ta được giúp đỡ trong cái con virus này đó, còn mình là cái dân cộng sản đó, mình không có được cái gì hết. Bao nhiêu đó là cũng phải sáng con mắt ra rồi, thấy không? Chúng tôi đại biểu Ngọc Nguyễn trân trọng kính chào Ngài Đại Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống toàn phần Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, Đảng Minh Quân kính yêu của dân tộc Việt Nam và các bạn yêu nước ủng hộ Ngọc Nguyễn, với tất cả tuổi trẻ Việt Nam và các bố mẹ cũng các anh bác sĩ. Chúng tôi cầu nguyện cho người dân chúng ta khỏe mạnh sáng suốt, để mà thấy được chỉ có trưng cầu dân ý là biện pháp đơn giản nhất mà hữu hiệu nhất để cứu nguyên dân tộc Việt Nam của chúng ta thoát được cái họa cộng sản này. Đây gọi là cái họa cộng sản là chúng ta phải biết rồi. Rất tiếc là chúng ta không có thời gian nhiều để mà nói nhiều về cái, đúng ra mình cũng không có cần nói về chuyện cộng sản nữa, tại vì nó quá rồi, không cần gì phải nói. Mà chúng ta chỉ cần nói về cái chuyện mà chúng ta được lợi khi mà chúng ta không còn cộng sản là thôi. Các bạn ha. Bye bye.